được nhân bản rất là nhiều nơi. Mọi người sẽ xếp hàng và lấy gạo hay thôi, nên là trong hơn rất là hay. Mọi người đứng và nhận gạo từ đây. Tự động của đơn vị quận 5 nè quý vị, có gạo tự động dành cho người có hoàn cảnh khó khăn dịch Covid. Sáng là từ 8 giờ tới 11 giờ, chiều là từ 3 giờ rưỡi cho đến 16 giờ, phát từ ngày 18 tháng 4 cho đến ngày 18 tháng 5. Địa điểm là 251 Trần Phú, phường 9, quận 5. Ba bôi lại lãnh tiếp, cho nó cho 300 phiếu, hay 300 phiếu đâu, cái người 300 phiếu đâu, một người mấy phiếu luôn. Trước rồi đang ngay nhà cô, cái đại lý số, cái bà đó hả, 2 phiếu luôn. Thôi mình số thế nào. Cho thì cảm ơn thôi. Thôi được biết con mẹ sao tiền rồi đó. Tiền người ta cho đều á. Đều. Tôi biết chú lấy chưa? Chú được lấy chưa? Lấy có đâu mà có. Chấp hàng vô nó hết rồi. Hàng hả? Chấp hàng. Hàng đã rồi thôi, không có cho hết phiếu rồi. Ở trong khi cầm một cặp phiếu cho văn phòng này kia nọ. Làm như là làm đúng không? Mang tiếng phát từ thiện. Dọc cái đường này phía bên tay phải quý vị là công viên Đại Hàng ngày xưa, bây giờ có tên là công viên Hòa Bình ha. Sở dĩ có tên là Đại Hàng là do trước đây thì quân dân Hàn Quốc xây tặng cho bệnh viện cho người dân Sài Gòn. Rồi phía trước mặt quý vị là ngã tư, ngã ba, cắt giữa đường bên đây là Nguyễn Chí Thanh, phía bên kia là đường Hùng Vương. Chúng ta sẽ quẹo qua đường Trần Nhân Tôn. Trời Sài Gòn rất là nắng quý vị ạ. Và để có được những chương trình thiện nguyện như thế này thì các tình nguyện viên là những người gần như là đã có cái tâm phát tâm từ thiện từ lâu rồi, cộng thêm là sự tin tưởng của rất là nhiều các mạnh thường quân ủng hộ, thì thật sự là cảm ơn các mạnh thường quân ấy. Còn coi như là các tình nguyện viên gần như là sẽ dùng thời gian rảnh và sức lực của mình làm hết sức để mong sao là có thể là tiếp sức cho bà con nghèo có thể là vượt khó trong cái chương trình này để phát đúng người đúng việc. Đây đây, ở đây có chương trình phát quà đây của ai đây không biết. Yeah. Này phát gạo miễn phí à. À, ở đây là một cây gạo ATM. Dạ. Yeah. Mọi người xếp để lấy gạo. Dạ. Cái này là của bên Hội Chữ Thập Đỏ. Dạ, Hội Chữ Thập Đỏ. Chú nhận được nhiều lần chưa? Chú nhận được nhiều lần chưa? Chưa. Chưa hả? Nay mới hai lần à. Hai lần. Sáng lần, chiều lần. Sáng lần, chiều lần. Thì đang nghỉ lễ. Dạ, hôm nay nghỉ lễ. Bữa nay mới phát. Dạ. Đây là cây ATM gạo nè của bên Chữ Thập Đỏ. Đây là ngay góc đường là Quỳnh Ông Đạt cắt với lại đường An Dương Dương quý vị. Chương trình cây ATM gạo này rất là được nhân bản rất là nhiều nơi. Đấy. Mọi người sẽ xếp hàng và lấy gạo. Sáng gặp em này gặp nữa. Bà dạ. Chứ lâu nhận gạo hả? Bà xếp hàng lâu chưa? Cũng nãy giờ cũng hơn nửa tiếng. Nửa tiếng rồi hả? Dạ. Rồi cảm ơn cô. Cây ATM cây đây ATM gạo ở bên quận 5 này quý vị. Ở đây là chỉ có một lan thôi đúng không?
cây thôi nên là trong hơn rồi. Đây mọi người đứng và nhận gạo từ đây. Ai thiếu thì nhận, ai thừa thì cho. Đây là địa điểm mà lấy gạo. Đây là phát gạo tự động của đơn vị quận 5 nè quý vị. Phát gạo tự động dành cho người có hoàn cảnh khó khăn dịch COVID. Sáng là từ 8 giờ tới 11 giờ, chiều là từ 3 giờ rưỡi cho đến 16 giờ. Phát từ ngày 18 tháng 4 cho đến ngày 18 tháng 5. Địa điểm là 251 Trần Phú, phường 9, quận 5. Xếp hàng trật tự, mỗi người đứng cách nhau 2m. 2m được đoạn này. Đây, bà con đứng giãn cách này. Đây là những cái ô xếp 2m. Đấy là thêm một cái địa chỉ phát ATM gạo miễn phí cho bà con ngay cái mùa Covid này. Đó, giới thiệu đến quý vị nha, còn phát tới ngày 18 tháng 5. Nên là quý vị có biết ai gần địa điểm này thì có thể là nói cho bà con biết thông tin. Và bây giờ thì Lý Hương xin cũng thấm mệt rồi quý vị. Đi Sài Gòn đường nắng nóng và để có những cái clip này thì cũng cố gắng rất là nhiều. Nên là quý vị mà có xem thì hãy ủng hộ Lý Hương bằng cách là like cho video hoặc là comment nha. Để cho Lý Hương rút tỉa kinh nghiệm có những video thực tế hơn về Sài Gòn gửi đến quý vị. Bây giờ thì Lý Hương tạm end, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chào. Đây là ngay góc đường Nguyễn Trãi cắt với đường Lê Hồng Phong. Đây là chương trình mở cửa lại.
Đây ngay đường Trần Hưng Đạo quý vị, mọi người đang tập trung lại. Mỗi người đều được một cái túi. Lê Hương đi ngang qua thấy tập hợp nên Lê Hương quay lại cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Anh này xe nhiều túi nha. Chị ơi, chị có biết bên đây là phát chương trình gì không chị? À, là cái cửa hàng bên Suzan Lô nữa hả? Ở đâu thì là này bà sướng bà nhận phiếu ở gần nhà bà đó. Phiếu sao nhận được chị? Mình nhận phiếu sao? Nhà ở ngoài trước hẹn nó có chút. Dạ. Chị nhận được chưa? Chị đi lấy. À, mẹ chị đứng xếp hàng hả? Chị chở mẹ chị. Mọi người sẽ được nhận phiếu, không biết trong đây là có gì và đơn vị nào. Dạ, yeah, chị ơi. Chị cho em hỏi đây là chương trình gì vậy chị? Chương trình mình nhận quà nè. Chương trình nhận quà. Dạ, của ai ạ? Của bên cửa hàng này nhận ạ. Sao chị có được lá phiếu này ạ? Khách hàng. Khách hàng. À, trong đây có gì chị có thể chia sẻ cho em được không? Là cửa hàng này mở cửa lại, mình là khách hàng hả? À, cái này nó mới khai trương. Mới khai trương, dạ. À, mình được mới khai trương lại đúng không? Trước đây chị là khách hàng bên đây hả? Chị thường mua ở trong đây có rất là nhiều đồ quý vị, từ mì gói nè, bột nêm nè, rồi trứng nè, mì Hàn Quốc dạ. Chị ơi rồi cảm ơn chị nhé. Rồi chị gột lại đi, có khẩu trang trong đó nữa đó chị. Phần quà cứu trợ. Em quay để làm chi? Dạ, tại vì em không biết là chương trình gì, em cũng đi phát nhiều chương trình như này mà không biết đơn vị nào là tài trợ cho chương trình mình ngày hôm nay đó, nên em muốn phỏng vấn mọi người. Phỏng vấn mọi người là khách đâu không? Không, hiện tại là em đang có cho ở bên quán cơm ở bên Cô Tư á, ngay bệnh viện Chợ Rẫy á. Khách cho cơm thôi hả? Dạ, ở bên đó cho cơm cho quà, nhưng mà trường hợp tụi em là đi khắp Sài Gòn rồi đi tìm những cái bà con nào mà đang khó khăn á thì tụi em phát phiếu. Còn không biết là phiếu khó khăn á, nhà chị có nhỏ con nó bị thận. Dạ. À, thôi bây giờ mình nhận quà rồi thì mình nhường những phần này cho người khác chị ha. Dạ. Không có, tự xin này á về cho tụi con nó ăn. Dạ. Nhưng mà sao chị xin được phiếu? Cái này là người đi làm người ta cho. Đi làm người ta cho. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Đây. Sao cô phải bệnh gì cô? Ê, bệnh cho không đều những người khổ không có, người 2-3 phiếu. Ồ vậy hả? Người 2-3 phiếu người ta nhận nhận hộ thì sao? Vậy, con ơi, con thấy nhận gì đảm bộ đưa vô dặn về. Người ngay chính ngay nhà cô, 2 phiếu luôn. Cô có được phiếu nào không? Không. 4 giờ sáng đi tới giờ. Nhưng mà sao mình nhận được phiếu cô? Thì
thì mọi người nó cho xong rồi nó bôi xong rồi lại nhận nữa. Nhưng mà mọi người phát cho ai? Ai sẽ là những trường hợp mà mọi người phát? Thì mấy người ông trọng đó chứ ai. Mấy người ông đó. Một người chấm, một người là phát xong rồi ra ngoài người ta bôi lại lãnh tiếp. Đó nó cho 300 phiếu. Hay 300 phiếu đâu? Mấy người 300 phiếu đâu? Một người mấy phiếu luôn. Trước người đang ngay nhà cô, cái đại lý số ấy, cái bà đó hả? 2 phiếu luôn. Thôi mình có thế nào? Mua xe lát cái chỗ người ta. Cô có nhận được phường 2 hả? Đều công bằng hết á. Phường 2 à? Quận 5 phường 2 à? Phường 5 phường 2 cô nè. Phường cô là công bằng. Cho đều hết á. Cho đều. Không có bao giờ mà kiểu già trẻ bé lớn thì cũng có, nhưng mà con nít thì không có được cái lãnh thôi. Một người đã có một phiếu. À. Có đều vậy á, có người cô lên cho tôi đọc lên nhà báo tôi có cái này nè. Ở trong nó đứng mà còn đuổi người ta nữa. Nội hả? Văn phòng cũng ăn hết bao nhiêu rồi? Đưa ra một người ảnh 5 phần cái chạy đi rồi. Còn trong phòng nữa cũng 4-5 phần rồi. Mà mấy dân này đói đứng ngồi xin nè, không cho. Cái số tôi ăn cái số, tôi có được số nữa mà giúp cái số. Giúp cái gì mà giúp. Rửa cái này gì rửa hà vậy. Hãy ăn mày cho, đâu phải ăn mày. Cho thì cảm ơn cái hàng thôi. Thôi, nó biết không mẹ, cho cảnh quyền nó không có cái tên chấp hàng. Đương nhiên rồi đó. Đấy, được tiền người ta cho đều á. Đều. Tôi biết à. Chú lấy chưa? Chú được lấy chưa? Lấy rồi. Đâu mà có. Chấp hàng vô nó hết rồi. Hàng hả? Chấp hàng. Ở chồng tôi, chồng của tôi cũng bị tai biến á, có cho được gì đâu. Tôi đi bán cái số, chồng tôi bị tai biến hả? Không có cho được cái gì á, đừng có nói. Tôi không có biết chữ này, tôi kêu người ta biết chữ nghe. Tôi đang chỗ này nè. Cái ông nội này nè, tôi chưa biết tên ổng nha, ổng cũng có mấy phần trong đó. Đều hứa ta lại phải giờ gỡ lại đi cho đâu còn ra nữa chứ. Hẹn rồi năm mai lên, mai lên thì giờ nó hết rồi. Rồi tôi nha. Chứ bằng cái nuôi gan thì đồng cuối là cắt hết nữa lá gan luôn này, giấy ra viện nè, nhà tỉnh nè. Mới mới có. Bây giờ người ta chờ chết chấp hàng cái nói đặc quyền cũng bắt ta đi chấp hàng. Chấp hàng rồi cái nó hết rồi mấy người mạnh mẽ. Bây giờ nếu là cho công bằng là nó chứng minh nhân dân nè rồi. Tức là ai lại sớm thì được nhận, còn ai lại trễ. Ai lại sớm gì? Sớm giải gì? Nó phát không có đều. Chẳng hạn tới mà giờ chú tập quyền, lẽ ra người ta những nơi khác người ta giúp đỡ những người tập quyền. Giúp đỡ những người tập quyền với giấy số. Mà còn là giấy số đâu có đâu. Chấp hàng như bao nhiêu người khác. Mà chấp hàng thì cái đám mạnh mẽ nó lao lên. Giờ có em bé nhỏ nè. Làm cái mà làm đúng không? Mang tiếng phát từ thiện cái gì mà từ thiện.